huấn luyện viên Argentina nổi giận vì rò rỉ thông tin mật trước đại chiến với tuyển Hà Lan. Vào lúc 2 giờ ngày 10 tháng 12, tuyển Argentina sẽ đụng độ tuyển Hà Lan tại vòng tứ kết World Cup 2022. Sau khi chật vật đánh bại tuyển Australia, Lionel Messi và các đồng đội đối mặt với thử thách lớn hơn gấp nhiều lần. Từ đầu giải, tuyển Hà Lan của huấn luyện viên Louis van Gaal đã sử dụng chiến thuật thực dụng và cực kỳ khó chịu. Chính vì vậy, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và ông chủ yếu cho tuyển Argentina tập kín để che giấu thông tin. Tuy nhiên, một loạt thông tin nội bộ của tuyển Argentina, bao gồm việc De Paul và Di Maria chấn thương, vẫn xuất hiện trên truyền thông nước này. Và điều đó khiến Lionel Scaloni rất tức giận. Khi được hỏi về tình trạng của De Paul và Di Maria, huấn luyện viên Lionel Scaloni tức giận nói: "Về nguyên tắc, các buổi tập vừa qua diễn ra trong cánh cửa đóng kín, chỉ chúng tôi biết với nhau. Tôi không biết làm thế nào họ, ám chỉ các phóng viên Argentina, biết được về tình trạng của De Paul. Điều này thực sự kỳ lạ và họ biết tôi muốn nói gì. Về cơ bản, De Paul và Di Maria vẫn ổn. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau tập công khai. Trước đó, chúng tôi hoàn toàn tập kín và tôi không biết thông tin này đến từ đâu." Sau đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni công khai chỉ trích cánh phóng viên Argentina để lộ thông tin mật của đội tuyển. Ông nói thẳng: "Nếu các anh nói cho tôi biết ai là kẻ tuồn tin, tôi sẽ nói cho các anh biết tình trạng chính xác của De Paul. Các buổi tập sẽ diễn ra theo một cách bí mật nhất có thể. Tôi thực sự bức xúc với chuyện này. Tôi không hiểu các anh muốn gì. Tôi không biết các anh ủng hộ tuyển Argentina hay tuyển Hà Lan nữa."